Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay anh em mình sẽ làm một món là con cúm cúm ron me. Đây là cái con cúm cúm này, hay là con đại mạc. Đây, con này thì chủ yếu ăn cái con chứ nó thì nó rất là nhỏ nhưng mà cái con rất là to. Đây là nước cúm me đó các bạn. Tí nữa là rong me đây. Tỏi đập dập. Gia vị là gồm đường 19. Tương tương ớt. Mày không bị ốc qua cái kia đâu.